Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái mẫu lồng mà mình yêu thích, hay dùng để thuần những cái con chòe than. Đấy, thì các bạn thấy ở đây, thì khi để thuần thì mình sử dụng những cái lồng mà nó kích cỡ nó vừa phải thôi, nhỏ nhỏ. Ví dụ lồng ở đây là mình dùng lồng size 34 này. Đấy, size 34 tức là đường kính của lồng đấy, chiều dài của cầu 34. Và các bạn để ý này, cái nóc đó là nóc vuông. Đấy, nóc vuông. Đấy, nó hạn chế lỗ cho chim khá là ok đó. Và một cái ưu điểm nữa của lồng này là cái nan nó rất là mềm. Cho các bạn xem, nan nó mềm, nan nhỏ. Đấy, nan nó nhỏ, nó để con chim nó nhảy nó rất là nhẹ nhàng. Cái thứ ba nữa là để mình khi mình sang lồng tắm này, với chiếc lồng nhỏ như thế này mình sang lồng tắm rất là ok. Đấy, mình không thuần vào hộc nhé, không thuần vào hộc. Ở lồng này mình cho tắm thường xuyên thì con chim nó dễ sang hơn. Và khi nó đã thuần ở cái lồng này rồi thì con chim nó sẽ nhanh đứng hơn. Đấy, nhanh đứng hơn và nó quen với cái kiểu lồng hơn. Khi mình sang những cái lồng lớn ấy thì con chim nó thích nghi ngay. Đấy, còn khi mình thuần bằng hộc, nhiều con nó quen ở trong hộc nhưng mà ra lồng thì nó lại nhảy. Đấy, nên mình thuần ngay từ đầu bằng những cái lồng nhỏ như thế này. Áo lồng thì mình sử dụng áo lồng kaki. Áo lồng kaki màu xanh rất là thân thiện như thế này. Đó. Cái lồng này kích cỡ 34, tức là cao 34 và ngang cũng 34 nha các bạn. Ngang 34. Đây là hai con chuồn mình đang thuần đấy. Khi nào mà con chim đã đứng lồng mà đã thuần tốt rồi, muốn nó múa may tốt hơn thì mình sẽ cho sang những cái lồng to như thế này. Đấy, đây là những cái lồng to. Lồng này thì khoảng đây này, cái lồng này khoảng size 42 này. Đấy, size 42 nha các bạn. Này đang hot múa ở trong này. Đấy. Thế còn mới thuần ấy thì mình thường sử dụng những chiếc lồng như thế này. Đây là cái lồng mình rất yêu thích. Đấy. Dễ dùng. Đấy. Dễ thuần chim và dễ vào cám cho con chim ở những cái lồng nhỏ này, nó sẽ dễ hơn, dễ dàng hơn. Kể cả các bạn nuôi chim bổi thuần trong những lồng này cũng ok. Đấy, rất là ok nhé. Gợi ý cho các bạn có thể sử dụng chiếc lồng này để chúng ta thuần chim. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh YouTube Cám Chim Đất Việt.